Konnichiwa, xin chào các bạn. Hôm nay thì mình lên vườn một mình. Dũng ở nhà nghỉ ngơi vài bữa rồi. Hôm nay mình lên mình làm vườn xí. Mình đã lên tới vườn, bây giờ mình cắt cỏ một xí. Xong rồi mình nấu nướng cho các bạn xem tài nấu nướng của mình nha. Giờ trời hơi mát mát nên là mây tự nhiên kéo tới ùn ùn, không biết trưa nay chắc mưa. Mình tranh thủ mình làm vài vùng cỏ. Làm dãy này, hai dãy nữa. Ok, mình tiến hành thôi nha các bạn. Tranh thủ làm là vô nấu nướng nữa. Bây giờ thì trời nó càng ngày càng âm u hơn, bỗng dưng mây kéo tới ầm ầm, sấm chớp nữa, chắc có lẽ chuẩn bị mưa nha. Nhưng mà mình thích lên vườn trời kiểu như vậy, âm u. Thì giờ cũng tới giờ làm bếp rồi. Giờ mình hôm nay mình có một mình nè, với Dũng về nhà nghỉ ngơi vài bữa rồi đó, mình với lại con Su đó, nên là mình hôm nay mình nấu ăn một mình. Hôm nay là làm món mặn nha các bạn. Thì trước tiên thì mình nhen lửa đã. Đó, bật lửa lên. Đó, vừa quẹt lửa vừa quay vậy có khi nó cháy camera luôn các bạn. Rồi, được cỡ 5-10 phút các bạn. Giờ mình mở ra mình coi thử sao. Rồi ổn định rồi đó. Rồi sùng sùng. Giờ mình lấy ra nha các bạn. Đó. Trước tiên mình bỏ cái chảo xuống đã, không thôi giờ nó nóng. Từ lấy ra. Wow 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 wow. Mình phải mang găng tay thôi, nó phỏng các bạn. Wow, nóng. Đó. Bánh xôi sùng sùng. Đã chưa? Rồi bây giờ mình giới thiệu các bạn món thứ hai nha. Mình làm món mực một nắng hai xương. Đó, con mực này là không khá to nha, bằng bàn tay á. Có hai cái đầu luôn các bạn, để nhà ăn ít rồi, đem lên con vui thôi. Giờ mình chế biến món mực một nắng hai xương này theo cách của mình nha. Bạn chú ý nha. Trước tiên là các bạn bỏ chảo cho khô nước đã. Xong các bạn dầu để cho nó đều cái chảo. Xí dầu hơi bỏ hơi lố rồi. Đó. Không chờ dầu vậy là nó ổn định rồi, sôi rồi các bạn. Giờ mình bỏ vô. Bỏ mực vô. Đó, hai cái đầu. Bỏ vô. Bỏ cái thân nữa. Ủa, lửa lên dữ không? Rồi. Trở qua trở lại, nhanh lên. Thôi nó cháy. Mực khô bình thường các bạn, nướng thì nó dai, nó cứng cũng ngon. Nhưng mà làm kiểu này nó vừa cứng nó vừa giòn nữa các bạn. Ăn với lại nước tương là bá cháy luôn. Không biết xay là gì luôn. Xay cũng biết luôn. Đó. À, nó phồng 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 lên rồi nha bạn. Đỡ. Cái đĩa để sẵn đây thôi là cháy gấp ra không biết để đâu nữa. Đó, con mực bắt đầu nó phình phình lên rồi nha bạn. Trở qua trở lại liên tục. Rồi, con này được rồi, đem ra.
đựng nó lại. Đó, xong món mực rồi các bạn. Giòn giòn dai dai quá đã luôn. Đó, bây giờ mình bỏ nước tương vô đây nữa. Đó, bỏ nước tương vô các bạn. Các bạn thấy đã không? Bá cháy bỏ chét luôn các bạn. Chảy nước miếng luôn bạn ơi. Rồi xong rồi các bạn. Sản phẩm của mình đã hoàn thành. Đó, bánh bột lọc, bánh ít Huế. Mực bột đắng hai xương chiên giòn. Đó, một cái nem Huế nữa nha các bạn. Mắm mặn, mắm ngọt. Đó, vậy là đủ rồi. Giờ mình không thể thiếu bia được. Giờ mình coi thử giới thiệu các bạn. Đó, vài loại bia. Hôm nay mình mang ba loại: Tiger, Sài Gòn, Halida. Nhà có gì mang đó các bạn. Hôm nay mình chơi lần hỗn hợp ba thứ luôn. Say cắm đầu các bạn. Nãy giờ làm vườn rồi nấu ăn mình cũng hơi vất vả rồi. Giờ mình khai đao đi. Giờ không biết chơi loại gì trước đi ha. Rồi, Halida trước nha các bạn. Nó ướp lạnh sẵn rồi. Wow. Oh. Quá đã bạn, mời các bạn nha. Halida Hương Thủy Huế Phú Bài nha. Độ cồn 4.5. Có cồn được rồi các bạn. Bây giờ mình nhắm nhắm miếng đỡ rồi ăn bột lọc rồi sau nha. Thì mình chơi mực trước nha bạn. Mực nữa mình chiên giòn rồi. Bây giờ vậy nó nướng được vị giòn nha các bạn. Được vị giòn. Vẫn còn dai mà giòn nghe đã. Bẻ ra nha. Đó. Giờ mình thử nha các bạn. Có miếng tương ớt chấm vô nè. Đó. Ăn cái vòi trước đi. Bẻ cái rớt ra luôn. Đã các bạn. Ngon quá. Giòn sực ngon bó cháy các bạn. Ăn miếng đi. Đã. Uống sâu sâu vô. Này review 3 loại mà các bạn. Giờ mình ăn cái thân mực coi sao nhá. Ăn cái này mà ăn nhiều là nó bị nghẹn các bạn. Ăn lần chút vậy thôi. Đó, mình là lấy miếng nhỏ rồi trước ha. Đó, mình cho xem cái thân mực này. Đó. Mở ra miếng đây nè. Đó, đã chưa? Chảy nước miếng luôn các bạn. Chấm tương. Nhức nách các bạn ơi. Hồi nách luôn. Quá đã. Trời hôm nay là hơi âm u. Mình coi dự báo thời tiết là sắp mưa ấy. Chuẩn bị mưa đến nơi rồi. Thì mình thích ngồi gì đó bạn. Làm vườn thích trời âm u vậy á. Mát, dễ làm. Ngồi nhậu ăn uống mà nhìn ra trời mưa vậy á. Hết sảy luôn. Thôi mình chơi cái rau mực nữa đi. Xong mình qua món chính hôm nay. Đó. Đó, cái rau mực nha các bạn. Chiên giòn luôn. Mời các bạn. Giòn sực sực.
không như bột nước, có độ giòn, vẫn có độ dai nữa. Đã không? Thôi uống liên tục nha các bạn. Vô nè, nửa lon rồi đó. À, bà chạy. Giờ mình review tiếp nem Huế nha các bạn. Đó, nem bà xã đem từ Huế vô nha. Nem Huế coi nó khác gì nem Nha Trang, nem Ninh Hòa nha. Đó, bọc trong ni lông bên ngoài màu xanh, ở trong lá chuối, ở trong bịch ni lông, ở trong nữa một miếng nem với lại một miếng ớt. Xù dọc quá trời luôn, xù lại đây. Hả, mình biết chấm gì nữa ha, chứ anh nhậm thôi. Trời, nó có ớt quá nữa. Đúng là ớt Huế. Ớt Huế cay dễ sợ luôn. Xu nè, xu ở đây mình cho xu với bạn. Đó, xu ăn liền ha bạn, nên ngon mà. Xu bột liền, xu nãy kén ăn các bạn. Món gì mình ăn ngon á thì nó ăn ngon, còn món gì mình ăn dở quăng cho nó là nó chê luôn. Rồi tiếp tục nha bạn. Mesa phê. Bây giờ mình review món bánh Huế các bạn. Mình mất công chế biến sáng giờ, củi lửa. Còn bánh bà xã chuẩn bị mình đem lên thôi. Trời, ghê chưa? Ghê chưa? Thì bà nội mình hồi xưa từ Huế vô Nha Trang là làm cái nghề này để mà nuôi con nè, rồi mua nhà mua cửa nè. Năm tới thời mình 7 tuổi cùng gia đình với ba mẹ vô Nha Trang theo thì mẹ cũng làm nghề này luôn được vài năm ấy. Tuổi thơ là xách rổ bánh lọc đội lên đầu á đi bán dạo. Thì vừa dịch vừa rồi và xã mình cũng có làm bán luôn bánh ship, mình đi ship nha bạn. Vậy là ba đời rồi các bạn. Đó, review các bạn nha. Bánh lọc thì nó có hai con tôm. Thường thường bánh lọc á thì nó có cục tôm cục mỡ. Bánh lọc này thì bác chắc bà xã và ưu ái làm hai con tôm luôn các bạn, hai con tôm luôn. Dạ. Coi thử sao nha, thường thường bánh lọc á là tỷ lệ tôm với cục thịt ba rọi là tỷ lệ 69 nha các bạn. Vỗ tay, vỗ tay. Vỗ tay. Bánh lọc phải chấm mắm mặn mới đúng kiểu Huế. Ở Nha Trang người ta chấm mắm ngọt nhưng mà Huế người ta chấm mắm mặn. Đó, thêm miếng ớt nữa đi cho nó đã. Kèm miếng ớt nữa cho nó cay cay đó. Rồi, mời các bạn nha. Mình ăn hết luôn. Nổi bạn ớt. Ớt nhà mình nó cay quá. Không dám điểm riêng cục ớt nữa. Cay quá. Quá cay. Xin phép các bạn nha. Cay quá. Mình không cảm nhận được cái vị của bánh lọc luôn. Cay lé rồi. Tiếp tục nha. Bây giờ hết luôn bia các bạn. Bây giờ mình phải review lại một lần nữa để cảm nhận cái vị ngon của bánh lọc. Thì trong đây có nhiều là bánh nhưng mà để phân biệt bánh lọc thì dễ lắm. Nó dẹp hơn nè, nó dẹp hơn bánh ít nè. Trong đó dùng bột lọc mà, nên nó dẹp hơn. Đây cái bánh này nha các bạn. Bánh này là tỷ lệ đó, có tôm có thịt luôn nè. Tỷ lệ 69 đàng hoàng nha. Giờ mình không chấm ớt nữa. Mình chấm xí mắm thôi.
để mình cảm nhận được cái vị ngon của bánh. Ăn lần nữa cá thôi nha bạn, có tôm có mỡ luôn. Bánh lọc á mà ngon á phải dai mà phải sực nữa, chứ không phải dai mà mềm là sai rồi. Và cái bột bánh phải trong nha các bạn, phải trong veo vậy nè, rất là ngon, đúng chuẩn vị Huế, nêm đậm đà. Gia vị ở trong con tôm với thịt là phải đậm, nước mắm làm phụ thôi, nhưng mà tôm với thịt ba rọi là phải đậm đà, đúng vị Huế luôn. Số giấc quá đã các bạn ơi. Giờ uống hết lon thứ nhất rồi, giờ mình lên lon thứ hai đi. Sài Gòn nha các bạn. À, đã có từ năm 1975. Độ cồn là 4.3, đó, ít hơn 2 ly đa lúc nãy. Rồi mình vô các bạn. Thấy mê rồi, mê phê phê rồi đó. Cây cây mà có uống bia vô nữa, nhưng mà nó bắt bia dễ sợ luôn. Ăn cái này cây gì mà không có bia nó phí đi. Quá đã luôn. Thêm miếng nữa đi. Các bạn biết sao mình biết ở đây bánh ít không? Là nó dày hơn nè. Đó, nó dày hơn. Giờ mình lột ra nha. Chắc chắn nó là bánh ít luôn. Đó thấy không? Bánh ít thì nó phải dính gì đó. Đó, nó dính vậy nè. Càng dính nhiều càng tốt, nuốt không trôi càng tốt. Bánh ít là phải dính trong cuốn họng vậy đó. Đấy, đúng là bánh ít chính hiệu. Nó gỡ ra còn dính vậy nè. Nhưng mà khi mình ta làm bánh ít là người ta phải bôi miếng dầu vô lá thôi, gỡ không ra luôn á, nhai lá luôn. Đó, bánh ít. Coi thử ở trong có gì nha các bạn. Trong có tôm, đậu xanh nhuyễn, gia vị hành tiêu, rồi tiêu càng nhiều càng tốt nha các bạn. Tiêu nhiều càng tốt. Thì cái bánh này á là mình ăn không phải mắm mặn mà mình ăn mắm ngọt các bạn. Mắm ngọt bà xã mình chuẩn bị nha. Nấu với trái thơm rất là ngọt, có mắm nữa. Nhưng mà lần này mình chấm vậy thôi chứ mình không có kèm miếng ớt vô cay lé luôn các bạn. Chấm nhiều vô tại mắm ngọt mà. Đó. Đó, có sót miếng ớt nhỏ nhỏ. Nó chơi luôn. Uống miếng cho nó trôi đó bạn. Các bạn, cái bánh ít á, này bánh này bánh ít nè, bánh ít ngon đúng điệu là phải dẻo, thiệt dẻo vô. Bột bánh ít không biết bột gì, mình biết bột bánh lọc và tại nhà hay làm bánh lọc. Thì bánh ít bà xã làm bằng bột gì mình không biết, pha bột này bột kia rồi đánh lên rồi trộn rồi đủ thứ lung tung chưởng, rồi mình nhồi bột. Mình chuyên gia nhồi bột cả bột lọc cả bột bánh ít luôn. Bánh ít này ngon á, bột phải nhồi vô kỹ, làm thiệt dẻo, càng dính càng tốt. Dính mình nhai nhiều lần trong miệng á, dẻo, nuốt vài lần, lúc nãy mình nuốt 3 lần mới trôi các bạn, cộng thêm miếng bia nữa mới trôi. Đó, mới đúng điều là bánh ít nha các bạn. Ngon quá, mình ăn thêm cái nữa nha. Ít nha các bạn. Gia vị của người Huế là rất là đậm đà, không có ngọt ngọt như miền Nam, rất là đậm đà nha các bạn. Đó, bánh cung đình mà, đó. Bánh lột với từ gì nè, đó, vuốt ra từ thôi nó dính cái lá. Dính cái lá là gọi như là mình nhai cái lá luôn, thôi dính nửa cái bánh đó, lột ra thành công các bạn. Đây nha bạn, có tôm nha, có đậu xanh nữa, gia vị đậm ấm rồi. Ghê quất thôi. Quá ngon. Nút một lần, hai lần, ba lần, rồi kèm thêm miếng bia nữa, vậy mới đúng điều các bạn.
ít thiệt dẻo, thiệt dẻo, phải dính thiệt dính gì mới ngon nha các bạn. Đúng điệu bánh ít kiểu Huế. Còn tùy vùng miền thôi, mỗi vùng một kiểu, tùy cho khẩu vị mỗi vùng miền. Nhưng mà mình thấy là cái kiểu mà ít mà dẻo hết mức rồi luôn là ngon nhất.